nhiều thế hệ sau này. Cho nên tại sao cũng có nhiều ca nghệ sĩ mất đi, nhưng mà có một cái sự thương tiếc trong cái chương trình nào đó thôi, trong cái thời gian nào đó. Ví dụ như 7 ngày và 21 ngày, 49 ngày, 1 năm, rồi 3 năm, hoặc ngày kỷ niệm kỷ dỗ là nó xong thôi. Nhưng mà coi như có nhiều ca nghệ sĩ, mà nhất là cố nghệ sĩ Phi Nhung, từ nào giờ thì nhà sư cũng chứng kiến rất là nhiều. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà có nhà sư thờ Phi Nhung ở đây thì cảm nhận được mỗi bài hát yêu mến, yêu quý tâm lòng của nghệ sĩ. Tại vì cố nghệ sĩ Phi Nhung không những đem lời ca tiếng hát cho đời, mà bên cạnh đó còn có cái tấm lòng vị tha giúp đỡ cho những người mà hơi nhỡ. Hôm nay Quang Lê đến sinh nhật của Phi Nhung tại Mỹ rồi mọi người. Đây. Thấy là thấy chị Nhung rất là ấm cúng. Mặc dù Nhung không còn ở đây mà không khí rất là nồng ấm. Ai cũng đến cả. Và ngày hôm nay thì gia đình của chị Nhung đã chuẩn bị những món quà để mà tặng cho những người vô gia cư. Đó là điều rất là tốt và rất là tuyệt vời. Trời ơi, bó tay chị Hồng không biết không biết nó tay chị Hồng nào. Vậy cái này con hết mấy nó còn. Cái này mẹ quét cái mặt lên bỏ vô. Nè. Fan của Phi Nhung tặng cho Phi Nhung nè quý vị thấy. Đẹp không? Đây giống như là cái biểu tượng của giải Oscar Grammy Award. Grammy Award. Yeah. Grammy Award Phi Nhung forever. Đấy. Bánh kem nè. Đó. Quăng lên thử đi. Ngon nhất là trái blueberry đó nha. Đó, để chị ăn trước mình ăn sau. Thank you.